Hello mọi người nghe, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của Linh ha. Thì hôm trước thì có nhiều anh em hỏi Linh đó là cái mặt bàn nguyên khối này nó bị găng nứt một đường thì mình làm thế nào để mình khâu cái đầu nó lại. Thì hôm nay Linh sẽ chia sẻ cái cách mà Linh làm, Linh phan, Linh khâu cái đầu nó lại ha. Thì cái mũi phan thì Linh tự chế thôi chứ không có phải mũi phan chuyên dụng gì. Mình mua cái mũi phan theo cái kích thước nào mà mình cảm thấy phù hợp á, rồi mình mua cái cây nóc mình hẹn vô cái đầu nó, rồi mình lấy cái phan hơi công suất nó hơi to to một chút xíu thì mình phan thôi. Thì mình phan thì mình để lên một cái ghế, mình kê làm sao cho vừa bằng cái ghế, hoặc là mình kê làm sao mình để mình là có cái chỗ, có cái điểm tựa nó tầm chừng 2-3 tấc vậy đó. Thì mình để lên mình phan ngang thì nó ít có đâm hơn nha. Còn nếu mà không có cái ghế hay là không có cái gì, mình để lên cái điểm tựa nó, mình phan vô thì có thể nó đâm xuống dưới hoặc là nó đâm lên trên. Tại vì cái mũi phan nó dài hơn 1 mét. Nếu mình cầm không á, thì cái mũi phan nó bị cong thì nó sẽ lệch lên hoặc là lệch xuống nha. Thì để lên khoan rồi qua bên kia thử nó chỗ ra mọi người xem như thế nào ha. Cái này là lên phan gần chỗ nha mọi người, thì lên đặt cái máy quay mép bên đây để cho mọi người xem, để rồi mọi người nó lên phan rồi sửa lại. Thì cũng có nhiều anh em hỏi Linh á, phan như vậy làm sao mà bắt con ốc được. Thì khi mình phan cái lỗ chỗ ngang rồi á, thì mình lấy cái miếng dán mình phan cái lỗ 35, mình đặt vô vừa vừa đúng cái tầm cái lỗ nhỏ, mình phan cho nó sâu vô tầm 3-4 phân vậy đó. Rồi mình bắt cây bù sông ngang, bù sông này thì Linh xài bù sông inox ha. Mình tắc kê hai con ốc rồi lại mình dùng cái máy xiết bu lông á, mình xiết cho nó cứng lại thôi. Mình không cho cái miếng gỗ nó nứt ra nữa thôi, chứ nếu mà miếng gỗ nó nứt rồi á, thì mình cũng không có cạo vô được. Thì bây giờ Linh đã phan chỗ đó nha mọi người, để Linh quay sát lại cho mọi người xem. Thì mép bên đây nó chỗ xuống bao nhiêu đây, để Linh quay qua mép bên kia cho mọi người xem. Nó không chênh lệch bao nhiêu mọi người. Thì nói chung ra cái mặt gỗ nó như vậy, mình phan như vậy là bình thường, không có gì hết. Tại mình không có cái đồ kẹp nhiều, mình chỉ kê lên cái ghế rồi mình phan thôi. Thì cái mũi phan Linh sử dụng là cái mũi phan 12 ly. 12 ly mà nếu mọi người á muốn phan cho nó im á, thì mình mua cái mũi 14 á, mình hàn vô cái cây nóc 10 12 ly á, thì nó phan nó nhẹ phan hơn. Còn Linh làm cái mũi phan cho nó vừa bằng cái cây cốt á, thì phan nó hơi nặng một tí xíu, nhưng mà vẫn phan được bình thường nha mọi người.